Tôi nhìn thấy khoảnh khắc bạn ưu tiên cho gia đình của mình hơn là lợi ích cá nhân của mình. Để có được ngày hôm nay, bạn đã đón nhận sự giúp đỡ hỗ trợ từ gia đình của mình rất nhiều, từ của cải vật chất, sức lực, thời gian, và điều quan trọng là đó là tình yêu trong sáng vô điều kiện của họ dành cho bạn. Để bạn có được những kết quả tích cực như ngày hôm nay, tôi rất ngưỡng mộ bạn. Khi bạn có những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình, bạn nghĩ ngay đến việc thể hiện lòng biết ơn của mình với những thành viên trong gia đình. Bạn sử dụng tất cả những nguồn tài nguyên bạn có, từ vật chất, tinh thần, thời gian, để hỗ trợ từng thành viên trong gia đình của bạn phát triển tích cực. Mọi người có thể nhìn vào và thấy rằng tại sao bạn không lo cho mình tốt hơn, không sung túc hơn với những gì bạn có. Bởi vì bạn đang trả ơn, bạn đang thể hiện lòng biết ơn, bạn coi trọng tình cảm gia đình. Bạn hiểu rõ ràng, chính điều đó mới tạo ra niềm hạnh phúc đích thực chân thật cho chính bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.